Chào mừng các bạn đến với kênh Thái Huỳnh Official. Xin chào cả nhà. Hôm nay thì Thái với gia đình sẽ bay đến Phú Quốc. Cả nhà biết không, đây là lần đầu tiên Thái bay đến Phú Quốc luôn. Nên mình sẽ cố gắng review những cái gì hay nhất cho cả nhà nha. Tham gia hành trình kỳ này thì sẽ có bé heo, có chị hai Sài Gòn, có chàng tiên cá. Mình rất là thích bay với Bamboo nên là mình đã chọn Bamboo. Để hiểu rõ thêm quy tắc, đọc và hướng dẫn an toàn để đặt trong tuyến ghế phía trước hoặc ngăn bên cạnh. Trân trọng cảm ơn. Thank you. Ok, xong rồi. Bây giờ cất cánh thôi. Vì đây là lần đầu tiên đến với Phú Quốc nên mình sẽ không ngủ đâu. Mình sẽ cố gắng ngồi quan sát từ trên cao. Đến rồi. Chỗ này đẹp nè, phải chụp hình check in cái. Và bây giờ lịch trình của đoàn nhà mình sẽ là đi đến làng chài Hàm Ninh. Bởi vì từ sân bay đến làng chài Hàm Ninh nó rất là gần, nó chỉ có khoảng 10 phút thôi. Đã đến với Phú Quốc thì mình phải đến làng chài Hàm Ninh đang hải sản nha các bạn. Nhưng mà A few moments later. Hello, mua sầu riêng. Sầu riêng Phú Quốc nha, sầu riêng vườn được giới thiệu là không có thuốc nhiều, báo rất là ngon. Nên là tại vì phải ghé lại có bao ăn không? Bao chín. Rồi ăn luôn. Rồi rồi. Thôi ai thử đi. Cái màu nó trắng quá ha, nó không. Không, cái này sầu riêng sữa mà con. Không vậy hả? Nhưng mà coi có nó bị sữa giúp giúp cho con mấy không? Thì nó phải dính chút xíu rồi, không sao đâu. Hơi bị chín dữ. Ngon không? Trời ơi, quá trời ngọt luôn. Trời ơi, tưởng là dở hay là trẻ. Trời ơi, dở quá là chết luôn. Ngon, ngọt, good. Rồi, bây giờ quay lại câu chuyện làng chài Hàm Ninh. Vì sao chúng ta phải đến đây? Bởi vì ở đây có một cái món hải sản cực kỳ ngon, đó chính là ghẹ Hàm Ninh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm cái quán hải sản mà bạn Thái đã chỉ nha. Chị là chị bé ba đúng không? Đó, bây giờ quay tận chân dung chị bé ba nha. À đây, quán hải sản bé ba đây, mới thấy cái bạn. Ở nhà mình thì làm món tôm tích với tỏi thì ăn là ngon nhất hết luôn nha. Ồ, em khoái tôm tích. Bữa nó thơm lắm mới có tôm tích đó nha. Yeah. Thì mọi người hai con đi chứ một ghẹ dùng nó đây nhỏ, đó. Ghẹ này nhỏ, hai con nhỏ. Tại dùng biển ở đây nước cạn, ghẹ nhỏ mà thằng ngon dữ lắm. Nhưng mà nó rất chắc. Đây là con hào bao. Nếu mà hên á là ăn là mình có thể thấy được mình có được cái hộp ngọc trai ở trong đây luôn. Thì salon ở đây là mọi người sẽ ăn chung với lại muối, củ sườn chanh. Hoặc là ăn mọi, có nghĩa là ăn dạng là không có chấm cái gì hết, không có chấm chế. Ủa, ở trong đây chị bảo nước cốt dừa hả? Sao Long chưa biết là có nước dừa không? Sao, cái đậu phộng đó là đậu phộng da cá đó. Đậu phộng da cá nước cốt dừa. À đúng rồi, đậu phộng da cá nước cốt dừa. Nó béo béo không? Đúng rồi, quá ngon. Giới thiệu món thần thánh của quán. Gọi là ăn nhức nách ạ. Theo lời chị chủ là nói là quán cái món này là ăn là nhức nách luôn. Nhức nách. Đó là tôm tích. Cháy tỏi. Tôm tích cháy tỏi, tôm tích cháy tỏi nha. Gà hai da này 180 một ký nha. Trời ơi, tươi rồi rõi luôn. Đâu mấy vô, bao ngon luôn. Giới thiệu các bạn một cái con ốc rất là lạ. Nhìn bên ngoài thì thấy rất là quen. Tại vì chúng ta sẽ rất là dễ lầm với lại con sò mai hoặc là con ngọc nữ. Nhưng mà cái con này nó có một cái tên khó nhớ hơn, khó đọc hơn. Đó là lưỡi xuổng. Nếu như bạn lo ngại là bạn ở trong những cái resort quá xa không thể tới làng chài Hàm Ninh, thì bạn vẫn có thể đặt qua số điện thoại của chị bé ba, nhận ship tới tận nơi của các bạn luôn. Và cái chi phí rất là mềm. Tất cả đồ ăn của các bạn sẽ được để trong cái thùng như thế này, giữ nhiệt, an toàn vệ sinh.
nha. Như vậy là chúng ta cũng không cần quá quan ngại về cái việc là không thể đến làng chè Hàm Ninh để ăn trực tiếp quán Bé Ba đó. Và hiện tại là kiện hàng này sẽ được đưa vô tới Vin nha các bạn. Mọi thứ 6 phần, thứ 2 năm lương 4 loại 1 thôi. Sao lại có con đó nữa? Giờ hai yếm cắt biển, tứ hải long vương. Về xuân được vợ mà cuộc đời còn lại bị đau lưng mỏi gói. Đàn ông thanh niên nha, không mua của tôi cũng được, đi mua của ta. Nhưng gặp cá bự gì hả mua, mình đi không bắt được là hãy mua bộ này. Này nhiêu con đây? Con 20. Giới thiệu các bạn luôn, đây là chị Bé Ba ha, của quán hải sản Bé Ba. Rất là dễ thương, rất là nhiệt tình, đồ ăn cực kỳ ngon như đã quay cho các bạn thấy. Và nếu như các bạn có đến Phú Quốc một lần thì hãy ghé làng chè Hàm Ninh và ghé tiệm của chị Bé Ba. Rất là dễ thương ha, đồ ăn rất là ngon. Và nếu như các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn, các bạn có muốn ship thì bạn cũng có thể liên hệ với số điện thoại của chị. Chị có thể chế biến, chị gửi đường máy bay hoặc là hải sản tươi sống luôn, đúng không chị? Dạ đúng. À, hy vọng là khách ra đảo Phú Quốc là ghé làng chè Hàm Ninh, ghé quán Bé Ba ăn ngon mà rẻ luôn nha. Các bạn nhớ nha các bạn, đây quán hải sản Bé Ba. Dạ. Sau khi đã no nê với bữa hải sản của chị Bé Ba thì bây giờ gia đình mình sẽ di chuyển về Premier Village để nhận phòng. Premier Village thì cách sân bay khoảng 30 đến 35 phút, nằm ở khu phía nam của Phú Quốc. Thì các bạn đang thấy là cái đường mình đi vô, đây là một cái khu hoàn toàn độc lập trong một cái khu núi. Đường đi vô mình cũng rất là nhỏ thôi, nó chỉ vừa khoảng 2 chiếc xe hơi. Tới rồi, bây giờ mình sẽ vô cho các bạn thấy cái khu vực lễ tân nha. Corello, cái này là chủ yếu là về bên món Tây. Có menu ở trong này ạ. Thông tin, có thông tin thời gian mở cửa, đóng cửa ở đây. Còn đây là nhà hàng The Market, nhà hàng này mình cũng ăn sáng tại đây luôn. Ở đây cũng có menu, thông tin mở cửa, đóng cửa là đây ạ. Đây là dịch vụ đặt xe bus ghi. Đây ạ, nếu mà mình ở phòng á, thì mình có thể gọi số 0 để lễ tân báo xe luôn cho nó tiện. Còn mình đi ra ngoài thì mình đặt ở trên này ạ. Nếu mà anh tìm không ra hoặc là cần gì hỗ trợ thêm thì ở đây có một nhắn tin. Nhắn tin cho tụi em biết, ví dụ như là anh muốn xe từ đâu đi đâu đó, em ơi cho anh một chiếc xe. Thế là được ạ. Bây giờ phòng của mình đã sẵn sàng, em mời hai anh ra ngoài chờ xíu để cho em chuẩn bị xe cho mình nha. Ok, cảm ơn em. Cả nhà mình thì được tặng 4 cái phiếu welcome drink. Bởi vì mình là thành viên của Accor Hotel thì mình được có rất là nhiều cái chính sách đặc biệt. Ví dụ như là check in sớm, check out trễ, vân vân. Mình sẽ có một cái phần riêng để nói về Accor nha các bạn. Còn bây giờ mình sẽ khám phá cái Premier Village thôi. Wow, quá trời cây luôn. Hệ sinh thái rất là trong lành. Mình đã cảm nhận được gió biển rồi. Lạ quá. Và xin được chào đón các bạn đến với căn villa của gia đình mình. Ở villa này có một cái bếp đã chuẩn bị đầy đủ hết tất cả những cái đồ dùng để các bạn có thể sử dụng. Còn bây giờ chúng ta hãy khám phá hồ bơi thôi. Đây là khu vườn của villa nhà Thái, có một cái hồ bơi nhỏ nhỏ xinh xinh. Và đợt này thì nhà Thái 4 người sẽ ở một căn villa với 3 phòng ngủ. Thông thường trong căn villa 3 phòng ngủ thì sẽ có một phòng chính và phòng master room. Hai phòng còn lại là phòng king bed như các bạn đang thấy và phòng twin bed là hai giường đơn. Các bạn có thể lựa chọn theo sở thích của gia đình mình.
mình nghe có một tiếng động khá lạ lạ. Ok ok, mình đang bơm cái phao đây các bạn. Cảm giác rất là thoải mái các bạn he. Bây giờ mình sẽ ngồi nhâm nhi một chút xíu đồ ăn để chuẩn bị. Đây. Rất là phù hợp với đồ ăn cho những người ăn kiêng. Ok, và bây giờ sẽ cùng Thái mang cái cây kem này ra bỏ vô hồ bơi nha. Một, hai. Woo! Em unicorn. Một, hai, ba. Lịch trình buổi chiều ngày hôm nay gia đình Thái sẽ không đi tắm biển bởi vì gia đình Thái sẽ chuẩn bị đi đón hoàng hôn ở một khu rất là đặc biệt. Và chúng ta đã đến với Sunset Sanato. Vé vào cổng ở đây đã là 100.000 cho một người. Không gian ở đây thì rất là rộng và có rất là nhiều cái tiểu cảnh để các bạn có thể chụp hình. Và những cái cảnh này cũng rất là đặc trưng ở Phú Quốc luôn nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Bốn con voi. À, đây là cái gương mặt. Một cái điều hãy cực kỳ lưu ý các bạn đó là những cái khu vực này rất là đông. Chính vì vậy chúng ta chụp hình chúng ta sẽ phải tạo dáng rất nhanh. Đây là ba cô tiên rất là quen thuộc trên biển. Vào khoảng thời gian này, thời gian mặt trời lặn nó sẽ rơi vào khoảng 6 giờ rưỡi. Nhưng mà để chắc ăn nhất thì các bạn có thể hỏi thêm dân địa phương. Tối nay thì nhà mình sẽ ghé ăn món bún vậy ở quán Kiến Xay. Đây là một quán rất là nổi tiếng và đặc trưng khu vực Phú Quốc mà ai đến đây cũng phải ghé ăn một lần. Xin chào các bạn, đây là quán bún quậy Kiến Xay rất là nổi tiếng tại Phú Quốc. Và ở đây thì các bạn, thứ nhất là các bạn sẽ phải tự order, sau đó các bạn sẽ nhận được bún quậy ở đây. Và chúng ta sẽ phải tự làm nước chấm. Đây là khu vực các bạn thấy rằng là mọi người đang tự làm nước chấm. Cách làm nước chấm cũng khá đơn giản, chúng ta bỏ muối, bên kia là muối và đường pha sẵn, đúng không ạ? Là dạng muối và đường pha sẵn, hoặc là chúng ta có thể pha muối, bột ngọt, ớt, và đặc biệt là chúng ta sẽ bỏ tắc vô. Tất cả chúng ta sẽ tự làm hết tất cả những cái phần này và chúng ta có thể pha theo đúng cái liều lượng mọi người thích, ăn mặn hay ăn ngọt. Các bạn có thể order theo dạng combo ha. Truyền thống 65.000, có một tô thập cẩm, một phần nước mía, và nếu các bạn order thêm bò thì extra là khoảng 15.000. Và khi các bạn order xong các bạn sẽ nhận được một cái thẻ điện như thế này. Và khi nó rung lên thì các bạn sẽ đi qua lấy bún. Các bạn thấy rất là kỹ ha, ở đây người ta sẽ có một cái phần hướng dẫn in luôn ở trong cái bill của các bạn. Rồi, cuối cùng thì cũng được ăn rồi cả nhà ơi. Đây là tô bún quậy Kiến Xay thần thánh. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá xem mà trong cái tô này nó có những gì nha các bạn. Thứ nhất là sợi bún tươi làm tại chỗ, rất là ngon. Nhìn là thấy thèm rồi. Đây, chúng ta có mực tươi. Cái này là chả đúng không? Đúng rồi, chả tôm. Đây là tôm quết, đây là tôm quết, tôm tươi, quết. Đây là thịt bò thêm extra, riêng phần của Thái là có ăn thêm thịt bò. Loại bún này là không có ăn với rau gì hết nha các bạn. Bún này mình chỉ ăn vậy thôi đó, ăn với hành. Nên là có nhiều người thích ăn hành, họ có xin thêm cả một tô hành trụng. Theo hướng dẫn của quán thì mình có thể chan cái nước chấm này vô cái tô. Hoặc là sau khi chan xong thì mình khi mình được gấp ăn á, mình gấp như vậy, thì mình sẽ chan thêm cái nước chấm lên. Mình sẽ ăn chung. Chúng ta sẽ cảm nhận được cái vị chua chua mặn mặn.
Còn người miền Nam á, người thích ăn theo kiểu là chấm. Chấm trực tiếp. Chợ đêm đi cùng Thái Huỳnh nào. Nếu bạn đến Việt Nam là phải ghé chợ đêm Phú Quốc. Chợ nhà nhà người người phố xá thiệt là đông đúc. Hàng quán xung quanh tha hồ mà lựa chọn nhiều món no say sợ bạn sẽ quên đi hướng về. Xem hải sản tươi ngon đang bày bên mồm trước mắt. Hải sản nhảy trên thớt tôm bơi trong hồ. Đủ loại gia vị chế biến cho bạn thì nhau mà chọn. Nhưng nhớ hỏi giá trước khi quyết định xông pha. Nếu nói đồ ăn chơi thì thôi sao mà kể hết. Bánh chè đủ loại còn thêm đậu phộng ông tây hay là ăn xinh cố uống về sáp thuốc nốt. Kem cuộn đùng đùng khắp chợ không sợ mặt thì đừng bỏ qua. Ghé chợ đêm Phú Quốc. Tha hồ và ăn uống. Ghé chợ đêm Phú Quốc. Mua cái gì cũng có. Ghé chợ đêm Phú Quốc. 5 giờ chiều đến 2 giờ sáng. Ghé chợ đêm Phú Quốc. Vậy là nhớ hoài không quên nha. Rồi, cả nhà Thái đã về đến Freemi Village rồi đây. Các bạn thấy ban đêm không gian có lung linh không ạ? Bây giờ sẽ đi vào nhà chuẩn bị ngủ lấy sức cho ngày mai. À, trước khi ngủ thì Thái muốn giới thiệu cho các bạn một cái món đồ rất là dễ thương ở ngay đầu giường của Thái luôn. Đây, các bạn thấy không ạ? Đây là một cái loa, các bạn có thể gắm điện thoại kết nối và mở nhạc nghe trong lúc mình đi ngủ. À, cái loa này nó có chức năng là cài giờ báo thức luôn và có thể sạc điện thoại của mình. Rồi, đừng quên like, subscribe và share video clip này nếu các bạn thích. Hãy tiếp tục đón xem cuộc hành trình của Thái và gia đình tại Phú Quốc trong những tập tiếp theo trên kênh Thái Huỳnh Official nha. Còn bây giờ thì đi ngủ đây.